Hello, hello, xin chào mọi người nhé, lại là mình đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái sự kiện mới. Mình thấy nó vừa ra cái sự kiện kinh xong rồi, bây giờ ra sự kiện mới. Dã man con ngan các bạn. Chắc là lịch trình ra kinh thì nó có sẵn rồi, còn lịch trình ra sự kiện mới tên là Tạ ơn vui vẻ. Vui vẻ thì cái này chắc là cùng cái ngày lễ tạ ơn của bọn bên Mỹ á. Thì cái lễ tạ ơn này hầu như ở Việt Nam không có cái lễ tạ ơn này, nhưng là cái lễ nói về việc mà tạ ơn vì một cái gì đó ấm no hạnh phúc ấy, kiểu vậy. Người ta hay ăn gà quay, gà tây ở bên Mỹ ấy. Thì Việt Nam chúng ta thì chắc là ai mà theo đạo Công giáo hoặc là đạo Thiên Chúa giáo ấy, thì chắc người ta cũng có ăn tạ ơn Chúa gì vậy. Thì chúng ta sẽ nói về vấn đề cái sự kiện này nhé. Thì sự kiện này nó sẽ kèm với update một số đồ mới. Thì mình cũng có đảo qua rồi, update đồ mới đây là đồ này. Đồ này thì đây là một cái đồ kiểu cao hơn đồ huyền thoại, trang bị huyền thoại nữa. Thì mình sẽ gắng và lấy mở ra cho các bạn. Thì sự kiện đợt này cũng khá là ngon. Có điều mình thấy bất hợp lý là ở cái thuyền Blue Sunny giá tiền bằng với một cái đá đỏ. Hơi, nếu mà cái này nó cho run huyền thoại, nhưng run huyền thoại dưới này thì hai cái, nghĩa là một cái run huyền thoại bằng một cái thuyền Blue Sunny, nó hơi chênh tí. Có điều chấn động cũng như là điều thường, hay là một cái đương tự chọn ngọc. Cái này nó đắt nhỉ, cái này 240. Thì cái này là các bạn cần bản đồ kho báu, nghĩa là các bạn đi cái này thì trong quá trình đi các bạn có thể nhặt được mảnh bản đồ kho báu này, hoặc là các bạn đi xong một vòng. Ok, mình sẽ trải nghiệm luôn nhé. Mình trước khi vào thì cũng đỡ để làm tốn thời gian các bạn, thì mình cũng đã làm cái nhiệm vụ rồi. Đây. Thì nhiệm vụ này hình như ngày hàng ngày nó sẽ reset các bạn. Cũng có bán kèm theo cái này luôn. 200 nghĩa là 800 nghìn, đúng không? 100 ngọc là tương đương với 400 nghìn, thì 400 rưỡi. 800 nghìn và được 12 cái này. Nói chung là khá là chát. Nhưng thôi, chúng ta sẽ quan điểm là nông dân nhé các bạn. Cái nông dân đến từ giờ đến lúc mà chúng ta sẽ nghỉ, bởi vì cứ chăm chỉ là được rồi, nó sẽ mạnh. Ồ, cái gì đây? Một phần thưởng ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên à? Cái gì đây? Ui, quỷ thế. Không biết có qua nổi vòng không? Có qua. Thì khi mà qua một vòng ấy, nó sẽ cho một cái. Đấy, các bạn thấy chưa? Mình bị đi quá đường rồi mà nó cũng giật về. Vòng thứ hai thì nó sẽ cho chúng ta hai cái. Ui, ui, cái gì đây? Vãi nhái. Nổ 10 cái đấy các bạn ạ. À. Nhái, cái này là cái gì đấy? Phải nhái. Nổ 10 cái. Nhưng mình quên là cái ô này là ô gì rồi. Chết. 10 cái vãi thật. Nếu mà nổ được, ui quả nó phèn quá các bạn ơi. Nhưng thôi, nếu mà tích được, vậy chứng tỏ là các bạn là nếu mà nổ hũ thì cũng ok đấy. Cái này cũng có hũ nha. Nói chung là trò này là trò trùng nhân phẩm các bạn. Nhân phẩm rơi hàng ngày, rơi vào đầu lúc nào cũng không biết. Ấy chà chà. À, điểm danh còn được xúc xắc nữa này các bạn này. Nạp thì được cái xúc xắc tự chọn. Cái này thì các bạn cũng đánh đi chopper nhiều rồi, các bạn cũng biết. Tiếp tế lễ tạ ơn, tri ân lễ tạ ơn. Cái đợt này thì có sự kiện nạp rất là ngon. Nghĩa là tích lũy nạp nó cho sẵn rồi. Ví dụ như tích lũy nạp khoảng 1 triệu 4 đi, thì nó cho tận 30 mảnh này. Nạp 9 triệu thì 70 mảnh này. Vậy là nạp khoảng 9 triệu, 10 triệu là được 70 mảnh luôn. À, được một con Rima luôn. Ấy, Zambai Rima. Tiếp theo nữa là quà tặng lễ tạ ơn. Thì đợt này nó phóng thoáng hơn. Nó cho chúng ta 8.000. Khá là thoáng ấy các bạn. Đây, điều đặc biệt đây. Vãi luôn các bạn ơi. Đúng là lễ tạ ơn. Ồ, chúng tôi tạ ơn nhà phát hành. Mà nó chứ... Nó cho 7 cái, 70 cái các bạn ơi, với giá 48k trái vàng.
Mà các bạn biết nick này không? Nick này đang thiếu Rui Ma. Các bạn ơi, nick này đang thiếu 50 mảnh Rui Ma. Các bạn ơi, thấy là ngon không? Mình không có gì lời gì để. Bây giờ nick này đang thiếu trái vàng các bạn ạ. Đầu tiên là mình sẽ mua cái trang bị mới cho các bạn xem đã. Bây giờ là thực trạng anh em đói, ông nào mà tích được nhiều trái vàng ấy, tích được khoảng 100k hoặc 200k trái vàng thì đợt này lúa về các bạn ạ. Đâu rồi, tạ lễ tạ ơn đây rồi. Ok, mình sẽ mua nhé. Mình sẽ mua 50 cái để mở cho các bạn xem. Thì cái trang bị này nó như thế nào? Hiện tại thì trang bị này như cái đồ giáp nó không có các bạn ạ. Ok nhé. Mình sẽ mở cái này khá là hấp dẫn. Đâu rồi? Nó ở túi à? Đây. Đấy, mảnh. Thì chắc chắn mình không xem được, thế mới cay. Các bạn ạ, bây giờ xem mà. Bây giờ muốn xem ấy thì xem ở đâu? Thế mới cay. Các bạn hiểu không? Ví dụ run huyền thoại thì chúng ta có thể xem, ok sẽ có thể xem ở đây. Nhưng cái trang bị này ấn thay đổi thì nó lại không có. Vậy thì thôi, mình sẽ lấy cái đầu tiên đi. Cái đầu tiên, lấy một mảnh đầu tiên nhá. Nó sẽ phân 3 loại. 3 loại thì loại đầu tiên một kiếm, loại thứ hai là hai kiếm lỗi lạc. Kiếm thứ hai là vô song. Kiếm thứ ba là mộng mơ. Ấy chà, mình nhớ lại cái trang bị huyền thoại thì nó còn mạnh không nhỉ? Đây. Đây, đá đen. Song kiếm là có vẻ hồi máu các bạn. Song kiếm có vẻ hồi máu. Hoặc là tanh cái đao. Ok, mình sẽ lấy cái thứ nhất đi. Bởi vì chọn sai một cái cũng khá là căng thẳng. Ok nhá, mình xem mảnh nhá, nó hợp thành cái gì. 100 cái kiếm các bạn ạ. Vãi nhái, phải 100 cái mảnh. Khoai đấy các bạn ơi. Vậy là một cái trang bị nó rơi vào khoảng 30k trái vàng. Đấy các bạn nhớ nhá. Nếu mà nó ra một cái đồ mới như thế này nữa thì không có gì để bàn nữa rồi các bạn. Nếu mà nó ra một cái đồ mới như thế này thì chúng ta phải cân nhắc về meta tiếp. Là meta lại là đam. Chưa lên mắc đã phải lên 100 mới rồi. Thôi mình đầu tiên là mình kiếm chút trái vàng đã. Lấy Rui Ma lấy được kịp đủ không? Nên lên Rui Ma cho nick này luôn. Đợt này nó ra event dã man các bạn. Dã man con ngan luôn các bạn ơi. May nhỉ, cả nó còn chưa cho free run huyền thoại nữa. Cho free run huyền thoại nữa để chết. Vậy là các bạn cần phải, đợt này các bạn cần phải chăm chỉ đi. Chăm chỉ chơi vào và tích trái vàng vào. Đấy, đừng có sử dụng trái vàng những cái vào mục đích nó không quá cần thiết. Sao giật giật thế nhỉ? Hay là speed mình cao quá? Hay là ho cho hoạt ảnh anh hùng ta? Đóng hình ảnh chú thượng đi. Không phải, cái này là do sao nhỉ? Máy mình vẫn ổn định mà ta. Đây, mình coi đủ tiền mua chưa? Tạ ơn mùa hè. Đây, Rui Ma. 30 mảnh vừa đẹp luôn các bạn nhé. Đúng không nhỉ? Không cần 50 đi các bạn ạ. Nghĩa là vẫn đang thiếu. Thiếu trái vàng các bạn ạ. Thiếu 20. Nick này mình nhớ là nhiều trái vàng lắm mà ta. Những này trong những nick rất thừa, rất nhiều trái vàng nha các bạn. Ấy thế mà giờ vẫn thiếu.
Meeting này bây giờ mình cần phải lên là cho râu trắng với thằng kia trâu trâu tí các bạn. Đây, set mưa đúng không? Chưa xong set mưa à? Ấy chà, thiếu món gì mà chưa xong set mưa trời. Cái giày Mura. Đâu set mũ ra chứ. Đây là vũ khí mưa rồi. Mua ra. Tiếp theo nữa là lấy cái nón, nón mua ra nữa. Đây. Đấy, thế mới chuẩn được. Ui, bảo sao. Đây mình sẽ lên lại nhé. Con này bao nhiêu máu nhé. Mura 2 triệu. Lấy máu này. Đây cũng lấy máu luôn. Bốn máu nữa. Đấy. Lính này đợt này nâng luôn nốt cái này là được. Thiếu bốn cái. Cái này không phải. Chắc là mình lấy full mạnh luôn các bạn. Lỡ lấy rồi thì lấy full luôn. Gáp à? Gáp ở mắc chưa ta? Nick này xem mắc gáp chưa? Chưa. Vẫn đang thiếu. Xúc gáp luôn các bạn. Ui, vẫn đang thiếu các bạn ạ. Tự chọn tướng thượng đỉnh. Ok, chọn gáp luôn đi, 200 mảnh gáp. Nhưng vẫn đang thiếu nha các bạn. Thiếu cái điểm đá kia thì hơi khó kiếm thì. Đợt này không biết là hình như nó ra cái này mới này. Cái này thì hình như mình nói chứ nhỉ. 10 đòn tấn công. Giảm sức sát thương, chỉ số công. Giảm chỉ số hư nô của mục tiêu. Cặp tuần hoe. Chỉ số công Haki. Có xác suất gây choáng mục tiêu 3 giây. Ăn trộm một nửa chí mạng. Ây chà. Bây giờ nó ra những cái phát minh. Viper cạc thì vẫn vậy. Đây. Có mấy cái điều mới. Ví dụ như điều thanh tẩy này. Trong trận chiến HP tăng 20% giải trừ tất cả hiệu ứng bút bản thân nhân kháng kiểm soát. Bảo trợ này. Điên cuồng chấn động. Chấn động này thì mình biết rồi. Tăng chiêu cuối ngon rồi. Chấn động với điều hack. Điều hack thì cũng là chiêu cuối này. Nhưng điều hack thì nó sẽ sau khi chiêu cuối về dài. Điều bảo trợ. Hấp thụ sát thương khá là ngon nhỉ. Khi kẻ địch tiến ra chiến tuyến tự tạo bản thân và đồng đội hai kênh cũng đau đấy các bạn. Hình như mình nhớ là thằng bot của server này có cái điều bảo trợ đó phải không? Không, nó lấy Ino. Nick này với nick của bạn là cao su này hiện tại đang phân phân cao thấp. Từ từ nào mình đang xem mà mình thử nhé, chơi được không? Ủa, hình như mình chưa mặc đồ vào, thấy lực chín thấp đấy. Đây bao nhiêu? 4,8 triệu, 4,5 triệu. Không phải đúng đồ rồi. Đồ là phái nào ta? Giảm sát thương. Đợi hôm nào mình phải chỉnh lại.
không phải bộ này. Ivan. Ai chả sao lại không Big Mom à? Vậy là Marco à? Ồ. Thử xem nào. Bạn này không muốn xài mạng Big Mom thì ta cho Marco vào xem. Úi chà chà, căng đấy các bạn ơi. Bởi vì bên kia có hồi địch khi giết tiêu diệt kẻ địch khá là căng. Đấy, nói chung là gay cấn lắm các bạn. Không phải chuyện đùa đâu. Bởi vì hiện tại meta đam to hơn máu. Ví dụ như 1 triệu 3 đam này mà đã giết được 20 triệu máu rồi các bạn ạ. Là các bạn thấy được rồi đấy. Khá là nguy hiểm. Không biết thì ra cái trang bị mới thì nó sẽ còn nguy hiểm như thế nào nữa. Khi mà meta toàn là đam hết các bạn ạ. Những này mình nhớ là ngày xưa mình xếp được như thế nào. Các bạn đợi mình xem lại này. Thứ nhất là gáp này. 1,5 triệu này. Nhịp độ này. Ok nhá. Vậy thì đây Marco. Ui, vẫn là Marco tấn công. Nghĩa là đây là do chưa tẩy các bạn. Để mình tẩy lại xem sao nhé. Ví dụ như mình cho Big Mom đi. Big Mom, Ivan vào. Rồi cho Kuzan. Mình thử cho Big Mom vào nhé. Không Marco đi. Cho Big Mom vào. Cho Big Mom vào nhé. Lấy cho Big Mom set gì ta? Từ từ, thứ nhất là thằng này, mình cho thằng này ổn định đi đã. Mình cho thằng này ổn định đi đã. Ôi, thiếu đá thế nhỉ? Phải nhỉ? Phòng thủ này. Ok nhá, mình cho thằng này ổn định đi đã. Từng thằng một. Máu này, máu này. Máu, máu này. Máu phòng thủ. Level 3. Level 5, ok, tuyệt vời. Máu, máu nhá. Cộng 2. Máu, máu. Đây xem là, ui, vẫn thiếu thiếu đá là nhiều thế nhỉ. Mình nhớ những này đâu đến nỗi thiếu như thế hơn ta. Chạy đi, đúng rồi. Ui, hết điểm rồi các bạn ạ. Không, thế này thì hết điểm rồi. Nghĩa là bây giờ mình phải tẩy cho nó full máu đấy các bạn. Úi giời, còn chưa đục này các bạn này. Cả đống đồ chưa đục này. Giờ mình mới để ý. Ok nha, mình tự cho qua đồ này cho Big Mom rồi nha. Lấy giảm sát thương đi. Cái giảm sát thương lúc nãy đâu nhỉ? Đây, giảm sát thương này. Cứ này. Lấy cái máu này. Ok chưa? Mình thử nhé. Ủa sao thằng này lại 1, 2, 3, 4 cú gian. Ok. Big Mom nhé. Big Mom thế như thế này đi. Ui, căng này các bạn ạ. Bên kia hồ nổ khi tiêu diệt kẻ địch này. Vậy là cái hồ nổ tiêu diệt kẻ địch này nguy hiểm lắm các bạn ạ.
nếu mà mình không đủ trâu. Đâu nào, mình xem nào. Cái này chắc nick này mình phải nghiên cứu lại. 12 triệu màu. Ừ, nghĩa là vừa rồi tập trung đam quá nhiều. Nên khi mà một người mà có đam, chỉ cần không cần cao bằng mình nhưng có hồi nổ khi tiêu diệt kẻ địch, vậy thì các bạn như thế này mà cũng có thể kinh nghiệm để đánh nhau. Đây thì mình vẫn thua nha các bạn. Ái chà, nick này mới lấy được này. Ui, nick này có Rima luôn này các bạn. Vậy hai nick này chênh nhau bởi một cái rune huyền thoại thôi. Dio thịnh nộ, nghĩa là khi mà phe địch chết à, không phải thiệt trà mà. Từ là mình spell lại. Speed lại nhanh quá. Gay cấn đấy các bạn, hay đấy. Đấm kẻ địch chết là thắng thôi. Sao mình cảm thấy thế nào nhỉ? Bị dính sát thương hay sao mà đấm không chết ta? Vô lý nhỉ? Nó có cái gì ta mà đấm mà? Anh chả có sát thương chí mạng. Cộng 15,5%. Có khi mình thử test qua sát thương chí mạng này xem ngon không? Vẫn vậy mà. Hỗ trợ bắn tỉa. Sát thủ, y sư. Hay là do cái Rima này khỏe ta? Không phải. Captain Huy này nó cũng bình thường mà. Captain Huy. Chỉ số vạc cỏ, xác suất gây chuyền. Ấy chả cứ mỗi 10 đòn, không thể đánh kịp 10 đòn được. Thường thì cái phát minh này sẽ là đánh dài các bạn ạ. Ủa, mình đang lắp Marco à? Chứ không phải Evan. Đấy, khi thì thắng. Bây giờ mình thì không mặc cô nhé. Cho Ivan vào luôn nha. Hai nick bây giờ hai gáp đấm đây đây thì lại thắng được. Lạ thế nhỉ. Vậy là phải kiểu này phải đánh nhau nhiều. Nói chung ăn thích này mình cũng bóp lích nhiều lên cũng cũng dễ bị chặn. Đấy, thắng thua đấy các bạn. Buồn ở chỗ là nick này đấm một phát bên kia không chết mà bên kia đấm bên này cũng mất nửa máu đấy các bạn. Thấy chưa? Đùa mạ nó chứ, các bạn xem hài vãi. Public như thế này lên lộ hết của mọi người chết giờ. Đánh thêm mấy phát nữa nè, nhưng mà khá là hoang mang bởi vì chưa có một đội hình cụ thể, bởi vì cái kia nó ghê quá. Hay là các bạn nghĩ là đội hình này chuẩn nhất?
này còn có xuyên thấu của Kuzan nữa đấy. Đấy, tỷ lệ thắng có vẻ tốt hơn tí. Chung là ăn hên lắm các bạn, ăn hên vừa từ từ cũng 1-9 1-10 đấy. Mình xem mà thủ bên kia 10 triệu máu mà cũng không có gì khi quá ghê gớm. Phản đòn hồi máu nhận được, sát thương cũng bình thường thôi. Marco 12 triệu máu. Nói chung là cho Marco vào thì đúng rồi. Cùng loạn cướp được nhịp. À, bên kia đến lượt đánh luôn. Đam hai phát má. Đùa. Nó nổ lần 4 phát các bạn ạ. Chứng tỏ hồi nổ khi tiêu diệt kẻ địch ghê đấy các bạn ạ. Đây nhá, vậy thì thắng để thắng bạn này nhá. Thì bây giờ mình thử một cái bùa khác. Là mình sẽ lấy hồi máu và kia tiêu diệt kẻ địch thì mình xem là có cái bùa nào không, hoặc là làm một cái bùa đỏ mới cũng như vậy thì cũng không không mất quá nhiều thời gian đâu. Đâu không còn cái bùa nào đỏ nào nữa. Vậy thì đây, ví dụ như mình đúc cái này đi. Cái này đúc cũng đủ đá đấy các bạn. Thử nhé. 60. 60 là 15.000. 4 lần đúng không? 4 lần thì đầu tiên mình phải kiếm một cái hồi máu tiêu diệt kẻ địch đã. Chung là lúc này, nick này bùa cũng nhiều. Đây. Đấy. Ví dụ chẳng hạn như thế này. Rồi lấy một cái nụ là được. À, để test là biết này. Để test là biết này. Phản đòn sắp được rồi các bạn. Ok. Lấy dẫn dữ siêu cấp nhé. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái này sang bên này thì xem nó có sự thay đổi nhiều không. Cái kia đâu rồi nhỉ? Đấy, nếu mà có sự đột phá thì làm thêm một cái bùa nữa. Cái bùa nhịp độ ấy thì mình sẽ để đánh với top chẳng hạn. Còn mà bạn ở cu cao su này thì cần bùa này đánh cũng được. Thì xem như thế nào này. Đấy, lên luôn này. Đấy, rất là đơn giản. Nhưng mà muốn thay đổi một cái gì thì nó khá là đơn giản, không không quá là khó khăn. Ôi, bàn kia đập vẫn đau nhé các bạn. Từ từ mà mình giảm speed xuống nhé. Đấm này. Đấy. Tỷ lệ thắng nó cũng ổn ổn rồi đấy. Video này hơi dài các bạn thông cảm nhé. Tiện mình test luôn. Nick kia nhảy cái. Okay. Còn Ivan còn sống và còn thở các bạn ạ. Đấy, tỷ lệ thắng nó cao hơn. Mình thử đánh bên này đi. Đánh bên đấu trường đi. Phòng thủ này. Bỏ Marco đi. Cho Big Mom đây. Đấy. Đấy. Từ đánh bạn củ cao su nhé. Đánh ở đây nhé.
Đồ hình này á, không, đồ hình này đây chẳng hạn, bên kia sao bị choáng nhỉ? Đấy, chứng tỏ cái choáng là do cái phát minh bên kia các bạn. Các bạn choáng là do cái phát minh bên kia hay sao ta? Bởi vì cái phát minh bên kia mình thấy choáng nhưng bi được 10 ván không biết. Vẫn thua các bạn ạ. Căng ấy. Mình thử cho mình cảm giác thế nào ấy nhỉ? À, mình kia đang để Yamato à? Bảo sao? Vậy thì mình phải cho Yamato vào cho nó cân bằng. Thử xem nhé. Mình thử cho Yamato vào. Nói chung là nó đổi hình nó nhiều kiểu lắm các bạn. Nhưng mà để mình bảo chủ nick để lại một chút, mình tẩy lại cái bộ tí. Đây mình cho Yamato vào thay thằng nào ta? Thay Big Mom á. Đủ được không? Bên kia vẫn đấm trước kìa. Mới thắng được. Dị thế nhỉ? Râu trắng này. Chắc chắn là cho hai thằng này đứng trước đi. Ôi, bởi vì chỉ cần đam một cái thì đi đi bờ đi ruộng hết các bạn. Những người gì vãi. Thì luôn hai nick này giờ. Đồ hình gì vãi cứt. Người thắng người thua. Kiểu 7, 8, 9, 10 ấy. Nhưng bên kia sao mình cảm giác nhịp độ nó nhanh hơn nhỉ? Thôi kiểu này mình phải từ từ ngâm cứu thêm các bạn. Đấy. Bên kia thằng đây có nhịp độ không? Hồi máu khi tiêu diệt kẻ địch. Lạ thế nhỉ, cảm giác nó đuối đuối thế nào nhỉ? Thật mình cảm giác đam nó bị gì các bạn ạ? Hay là bây giờ phải chờ cái deal hack thì máy ra nó thay đổi được cục diện tí. Thôi nha, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo. Xin chào.